Đây, đây chính là nơi mà gia chủ hay ngồi câu cá này anh chị này. Nó có một cái xuồng. Và ngồi bên kia gia chủ câu cá. Đấy, gia chủ ngồi đấy và câu mặt hồ này. Hiện tại đây là hồ hồ Trị An anh chị nhé. Thì từ vị trí đất của mình đi ra khu công nghiệp La Ngà, quốc lộ 20 là khoảng 2 cây số 7 anh chị nhé. 2 cây số 7 thôi. Đi ra đấy là khu tiện xung quanh chợ chiếc đầy đủ hết luôn. Anh chị cứ sở lên bản đồ ấy, Google Map ấy, quốc lộ 20, khu công nghiệp La Ngà, thì anh chị sẽ thấy là khu công nghiệp La Ngà giáp quốc lộ 20. Và từ cái đất của mình ngay khu công nghiệp mình ấy, con đường đi thẳng đi về phía hồ Trị An thì đất của mình giáp hồ luôn anh chị ạ. Anh chị rất là dễ hình dung ở trên Google Map. Thì bây giờ em sẽ quay lên cái mảnh đất của mình, ở trên đấy có căn nhà cấp 4 và có thêm một số ken trái. Bây giờ anh chị em cùng lên nhé. Xin kính chào quý anh chị. Thì hiện tại hôm nay em đã có mặt ở La Ngà, Định Quán. Hôm nay thì nhân tiện đi công việc thì em có gia chủ dẫn em vô xem một mảnh vườn của gia chủ. Thì đây, em đang ở La Ngà, Định Quán và đây chính là view Hồ Trị An anh chị nhé. View Hồ Trị An. Đó. Cái miếng này của gia chủ ấy, rất đẹp, rất vuông luôn ạ. Bề ngang của nó là 50 mét, bề sâu là 150 mét. Rất vuông vức nha anh chị nhé. Thì trên đất của họ hiện tại bây giờ ấy, họ đang trồng xoài này. Trồng xoài. Thêm một số là cây trái khác như vú sữa. Có thêm bưởi và thêm một số cây ăn trái khác luôn. Thì trên đất này ấy, có một căn nhà cấp 4 nha anh chị nhé. Thì bây giờ trước mắt ấy, em sẽ quay cho anh chị xem cái view đằng sau lưng mình. Đây là view Hồ Trị An. View Hồ Trị An La Ngà. Đây ạ. Ở đây gia chủ có một cái xuồng này. Đó. Đây gia chủ sẽ ra ngoài kia câu cá hoặc là kéo thả lưới ở trên kia. Đó anh chị thấy không? Ở trên kia có một cái đó, một cái vũng, cái này nơi mà người ta vây lại, người ta thả cá xung quanh đấy anh chị, thả cá ở trong đó. Rồi em sẽ zoom lại cho anh chị coi. Rồi bây giờ em sẽ thêm thông tin cho anh chị là tiện ích xung quanh và quay cái cảnh phía trên cho anh chị coi nhé. Hiện tại em đang đứng ở góc cao gần cuối cùng của lô đất của mình, em chị nhìn nhé. Đây chính là view hồ Trị An này anh chị này. Đó, em sẽ quay một vòng cho anh chị xem là cái view đất của mình. Đó, thì bên đấy là trồng xoài, trồng một số cây ăn trái khác như là vú sữa này, ổi này. Đó, và hệ thống tưới tiêu có đầy đủ nha anh chị nhé. Đây, hệ thống tưới tiêu đầy đủ hết. Và đây có một căn nhà cấp 4. Ở trên kia một căn nhà cấp 4 nữa anh chị ạ. Thì em sẽ đi lên trên quay cho chị coi nhé. Đây. Đây là vườn trái cây, là vườn xoài nha anh chị nhé. Thì đây là view Hồ Trị An. Và đây xoài. Xoài đang thu hoạch đây anh chị ạ.